Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, trong chăn nuôi heo, chỉ tiêu năng suất, chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với heo nái, chỉ tiêu số con đẻ ra trên ổ, số con còn sống, số con sau cai sữa luôn được các nhà chăn nuôi chú trọng. Vậy, chúng ta cần phải chú ý đến các yếu tố nào? 1. Con giống. Bố mẹ của heo con được chọn có tính đẻ sai, con đều, to, mập, khéo nuôi con, trọng lượng cai sữa cao, chu kỳ động dục đều và sớm động dục sau cai sữa. Heo được chọn có tăng trọng nhanh, sức khỏe tốt, không bị bệnh, ngoại hình đặc trưng của giống. Thể chất tốt, cụ thể như đòn dài, đùi to, mông to, bụng thon, vai nở, ngực sâu, bộ khung vững chắc, bốn chân chắc chắn, móng không tòe, có 12 vú trở lên, khoảng cách giữa hai hàng vú gần nhau, âm hộ không bị khuyết tật. Vấn đề thứ hai, kiểm soát được bệnh tật. Một số bệnh có ảnh hưởng đến khả năng thụ tinh của heo nái và khả năng sống sót của heo con như tai xanh, pavo, dạ dại, sảy thai truyền nhiễm, v.v. Vì vậy, cần phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ cho heo nái. Vấn đề thứ ba, hiểu rõ về quá trình sinh sản của heo nái. Cần nắm chắc về chu kỳ sinh dục như trước, trong và sau động dục của heo nái. Không để heo nái quá béo sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thụ thai do quá nhiều mỡ ở vùng xương chậu, làm khó có thai. Và đặc biệt quan trọng nhất là việc quản lý việc phối tinh. Quản lý về heo đực phối, thời điểm phối, địa điểm phối. Phối tinh cho heo nái có thể phối trực tiếp là con đực phối trực tiếp với con nái. Nhưng phối trực tiếp như vậy thì sẽ có rất nhiều nhược điểm như dễ lây lan mầm bệnh qua đường sinh dục, các bệnh từ chuồng heo đực sang chuồng heo nái. Số heo đực nhiều, vì vậy cần phải tăng số lượng cám, số lượng chuồng nuôi, số lượng nhân công. Ngoài ra, chọn heo đực phù hợp với kích thước của heo nái. Không kiểm tra được chất lượng tinh trước khi phối, khó vận chuyển xa, muốn di chuyển xa phải chuyển heo đực, dễ gây stress cho heo đực. Heo nái sẽ dễ bị mắc một số bệnh về chân do heo đực nhảy lên. Vì vậy, hiện nay đang phổ biến cách phối tinh nhân tạo cho heo nái. Cách này sẽ khắc phục được các nhược điểm của phối trực tiếp. Nếu không biết cách phối có thể gây viêm tử cung cho heo, số heo đẻ ra ít do tinh trùng không vào được tử cung. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ hướng dẫn bà con thực hiện các thao tác về phối tinh nhân tạo cho heo. Sau khi đã kiểm tra heo lên giống, kiểm tra heo đã đến thời kỳ phối, chúng ta đưa heo vào ô phối. Chú ý, heo mang thai cần lượng ánh sáng nhiều nên cho heo ở khu sáng để hấp thu được ánh sáng tốt nhất. Tiếp theo, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để phối. Thứ nhất, dụng cụ vệ sinh, bình chứa nước muối sinh lý, khăn khô, bông hoặc giấy khô, banh kẹp, kéo. Dụng cụ phối gồm có ống tinh, que phối, gheo bôi trơn. Các bước phối cho heo. Bước 1. Vệ sinh heo. Vệ sinh heo sạch sẽ, đặc biệt là nửa phần sau để trong lúc phối tránh bẩn. Dùng nước muối sinh lý rửa sạch âm hộ của heo. Dùng banh kẹp, kẹp bông hoặc giấy khô đưa vào trong âm hộ của heo để vệ sinh. Chú ý khâu này chỉ đưa từ trong ra ngoài, không đưa lại từ ngoài vào trong để vô tình đưa mầm bệnh từ bên ngoài vào. Trường hợp có heo đực sẽ kẹp cạnh heo nái để gây hương phấn và có mùi. Nếu có đai phối, kẹp đai phối cho heo. Bước 2. Phối. Lấy que phối, bóc túi cho gheo bôi chơi vào. Chú ý khi đã bóc không chạm tay hoặc bất cứ vật dụng gì vào que phối. Một tay banh rộng âm hộ của heo nái, tay còn lại đưa que phối vào âm hộ. Sau đó chích lên 45 độ, xoay ngược chiều kim đồng hồ để đến khi chặt tay thì dừng lại. Tại sao phải chích lên 45 độ? Tôi sẽ cùng bà con xem về cơ quan sinh sản của heo nái. Nếu không chích lên 45 độ mà bà con chích xuống thì chúng ta sẽ đưa xuống bóng đái của heo. Đầu còn lại của que phối chúng ta chưa nên bỏ túi bóng ra. Lấy tinh đã được nâng ấm lên đối với tinh lạnh bảo quản. Nếu tinh mới khai thác thì chúng ta có thể dùng luôn. Vót đầu ống tinh cho mịn để tránh trường hợp tràn tinh khi đưa vào ống phối. Cắt vát đầu ống tinh, lúc này bỏ túi bóng và đưa tinh vào ống phối. Trường hợp có đai phối thì cố định vào đai phối. Trường hợp không có đai, ta sẽ giữ ống tinh và ngồi lên lưng heo. Massage hai bên hông heo, lưng giống như heo đực nhảy lên. Khi hết ống tinh, rút ống tinh nhưng không rút que phối, đóng nắp que phối. Để khoảng 5 phút để tinh dịch chảy hết vào bên trong, sau đó mới nhẹ nhàng rút que phối ra theo chiều kim đồng hồ rồi vỗ mạnh vào mông heo. Như vậy, Dr. Vet đã hướng dẫn bà con về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trên heo. Hy vọng sau video này, bà con sẽ nắm chắc về kỹ thuật phối trên heo. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!